Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập vật lý lớp 7. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập vật lý lớp 7. Bài 9. Tổng kết chương 1. Quang học. Phần A học theo sách giáo khoa. Phần 1 la mã tự kiểm tra. Câu hỏi số 1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: khi nào ta nhìn thấy một vật? A là khi vật được chiếu sáng. B, khi vật phát ra ánh sáng. C, khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D, khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật. Rồi các em biết là chúng ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta, có thể do vật đó là nguồn sáng hoặc có thể do vật đó được một nguồn sáng khác chiếu sáng, sau đó là hắt ánh sáng từ vật để truyền vào mắt ta. Rồi như vậy là các em chọn ý C, khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Tiếp theo các em sang câu 2. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật. B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật. D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật. Rồi ở đây các em biết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo. Thứ nhất nó là ảnh ảo, và thứ hai nó có kích thước bằng vật, và thứ ba là nó cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Như vậy các em chọn ý B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 3. Bài tập số 3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Trong suốt và đồng tính. Đồng tính có nghĩa là cùng một tính chất. Ví dụ môi trường không khí là môi trường trong suốt và đồng tính, thì ánh sáng truyền đi theo một đường thẳng. Rồi tiếp theo các em sang bài 4. Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng. A. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. Rồi B. Góc phản xạ bằng góc tới. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo. Có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Rồi tiếp tục, các em sang bài tập số 6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu nồi có những tính chất giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Giống, khác. Rồi các em biết là giống ở đây là đều là ảnh ảo và không hứng được trên màn chắn. Khác là ảnh ảo tạo bởi gương cầu nồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu nồi thì là bé hơn vật, còn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng thì là có kích thước bằng vật. Chính vì vậy mà chúng ta suy ra ảnh ảo tạo bởi gương cầu nồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.
Tiếp theo các em sang bài tập số 7. Gương cầu lõm cho ảnh ảo khi nào? Rồi các em biết là khi chúng ta đưa vật lại sát gương cầu lõm thì gương cầu lõm cho ảnh ảo khi một vật ở sát gương. Ảnh này lớn hơn vật, nó khác với gương cầu nồi nha. Gương cầu nồi cho ảnh ảo bé hơn vật, còn gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gương phẳng thì cho ảnh ảo bằng vật. Rồi các em ghi nhớ. Tiếp theo các em sang bài tập số 8. Bài tập số 8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. Cột thứ nhất là gương cầu lõm, gương phẳng, gương cầu nồi. Cột thứ hai là hứng được trên màn chắn, không hứng được trên màn chắn. Cột thứ ba là bé hơn vật, bằng vật, lớn hơn vật. Và cột thứ tư là ảnh ảo, ảnh thật. Rồi như vậy là chúng ta có thể ghép các cụm từ trong 4 cột để tạo thành những câu có nghĩa như sau. Các em có thể thêm một số từ vào. Câu 1. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm thì không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. Rồi câu số 2. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu nồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật. Câu số 3. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 9. So sánh vùng nhìn thấy của một gương phẳng và một gương cầu nồi cùng kích thước khi đặt mắt ở cùng một vị trí. Rồi các em biết là vùng nhìn thấy trong gương cầu nồi thì lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước. Chính vì vậy mà người ta chọn gương cầu nồi trong lĩnh vực là giao thông. Ví dụ như là đặt gương cầu nồi làm gương quan sát của ô tô, hoặc là đặt một gương cầu nồi lớn ở trước ngã ba, ngã tư để cho chúng ta có thể quan sát được những vật, những xe ở những góc khuất để tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tiếp theo em sang phần 25 mã vận dụng. Câu hỏi số 1, câu E. Vẽ ảnh của mỗi điểm sáng tạo bởi gương hình 9.1. Rồi các em quan sát hình 9.1. Các em vẽ ảnh của S1 tạo bởi gương, vẽ ảnh của S2 tạo bởi gương. Câu B. Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm phản xạ tương ứng hình 9.2. Rồi các em vẽ vào hình 9.2. Ở đây các em lưu ý là vẽ hai chùm tia tới lớn nhất nha, xuất phát từ S1, S2. Thế nào là chùm tia tới lớn nhất? Ở đây thầy giáo ví dụ chúng ta vẽ chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1. Thì các em chỉ cần vẽ hai tia tới. Một tia tới đến mép thứ nhất của gương và tia tới thứ hai đến mép cuối của gương. Rồi tương tự, chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S2. Được chưa? Rồi câu C. Gạch chéo vùng đặt mắt để nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương. Thì cụ thể chúng ta sẽ giải bài này như sau. Câu E. Trước hết là các em vẽ ảnh của S1 được tạo bởi gương phẳng. Ảnh của S2 được tạo bởi gương phẳng. Các em biết là tính chất của ảnh, khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Như vậy là trước hết, từ S1, các em sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với gương, cắt mặt gương tại điểm H, tại điểm H1. Trên đường thẳng S1, H1, các em kéo dài ra, các em lấy một điểm S1', sao cho S1, H1 bằng H1, S1'. Thì S1' chính là
ảnh của điểm sáng S1 qua gương phẳng. Bằng cách làm tương tự thì trước hết là các em vẽ một đường thẳng nét đứt thể hiện là gương phẳng kéo dài. Sau đó là các em cũng vẽ một đường thẳng vuông góc S2, H2 trên đường thẳng S2, H2 kéo dài, thì các em lấy điểm điểm S2 phẩy sao cho S2, H2 bằng S2 phẩy H2. Thì S2 phẩy chính là ảnh của điểm S2 qua gương phẳng. Rồi, hình 9.1. Tiếp theo là các em sang câu B. Câu B là các em vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2. Hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm phản xạ tương ứng. Trước hết là các em vẽ chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1 và chùm phản xạ tương ứng. Thì từ S1 các em sẽ vẽ một tia tới đến đầu gương thứ nhất. Được chưa? Tia tới đến đầu gương thứ nhất. Bây giờ các em vẽ luôn tia phản xạ này. Tia phản xạ ở đây S1 cắt mặt gương tại điểm I1. Bây giờ các em sẽ nối I1 với S1 phẩy. Thì tia phản xạ nó sẽ nằm trên cái đường thẳng này. Đúng không? Ta có tia phản xạ là I1, R1. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo là tia tới thứ hai của chùm sáng S1 sẽ đi qua cuối gương, phần cuối của gương, để vẽ tia phản xạ tương ứng. Thì các em sẽ gọi cái điểm mà tia này cắt mặt gương là điểm I2, được chưa? Bây giờ các em sẽ nối S1 phẩy với I2, tia phản xạ nó sẽ nằm trên đường thẳng này. Ta có tia phản xạ là I2 R1 phẩy. Rồi bằng cách làm tương tự, các em vẽ chùm sáng S2 lớn nhất và chùm phản xạ tương ứng. Chùm tia tới S2 lớn nhất và chùm phản xạ tương ứng. Rồi đầu tiên là tia tới thứ nhất là sẽ đi qua điểm I1 này. Đến gặp gương tại điểm I1 này. Tia tới thứ hai là sẽ gặp gương tại điểm I2. Đúng không? Các em làm tương tự. Rồi tia phản xạ của tia tới thứ nhất chắc chắn là nó sẽ đi qua cái đường S2'I1. Rồi bằng cách làm tương tự, các em vẽ tia tới thứ hai của chùm sáng này. Nó sẽ đi qua điểm I2 này, đến gặp gương tại điểm I2. Và các em sẽ nối I2 với S2'. Tia phản xạ tương ứng nó sẽ nằm trên đường này. Được chưa? Rồi tiếp theo, câu C là các em gạch chéo vùng đặt mắt để nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương. Cái vùng mà chúng ta đặt mắt đó chính là vùng chung của hai chùm phản xạ. Được chưa? Chính là vùng chung của hai chùm phản xạ. Chùm phản xạ có tia màu xanh nhạt và chùm phản xạ có tia màu xanh đậm. Thì phần chung của nó chính là cái phần màu vàng này. Được chưa? Phần chung của nó chính là phần màu vàng này. Và chúng ta đặt mắt trong cái khoảng này. Thì các em sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương. Tiếp theo các em sang câu 2. Một người đứng trước ba cái gương. Gương phẳng, gương cầu nồi và gương cầu lõm. Cách các gương một khoảng bằng nhau, người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau và khác nhau. Rồi giống nhau ở đây chính là ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo. Và khác nhau là ảnh nhìn thấy trong gương cầu nồi nhỏ hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng và ảnh nhìn thấy trong gương phẳng nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lõm. Rồi các em biết là
Ảnh nhìn thấy trong gương cầu nồi thì nó bé hơn vật. Ảnh tạo bởi gương phẳng thì bằng vật, còn ảnh tạo bởi gương cầu lõm thì lớn hơn vật. Chính vì vậy mà ảnh nhìn thấy trong gương cầu nồi nhỏ hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng, và ảnh nhìn thấy trong gương phẳng nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lõm. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 3. Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau, đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó. Rồi các em biết là ánh sáng thì truyền theo một đường thẳng. Bây giờ các em sẽ nối vị trí của các bạn này với nhau. Nếu đường thẳng nào mà không bị cản bởi tủ đứng thì chứng tỏ là hai bạn nó nhìn thấy nhau. Rồi đầu tiên là bạn An. Bạn An nhìn thấy bạn Thanh, nhìn thấy bạn Hải, nhưng không nhìn thấy bạn Hà do bị chắn bởi tủ đứng. An nhìn thấy Thanh này, các em đánh dấu vào cột Thanh này. An nhìn thấy Hải này, rồi không nhìn thấy Hà. Tiếp theo là bạn Thanh. Bạn Thanh nhìn thấy An, nhìn thấy Hải nhưng không nhìn thấy Hà. Nhìn thấy An, nhìn thấy Hải, không nhìn thấy Hà. Rồi bạn Hải. Bạn Hải thì nhìn thấy cả ba bạn nha. Bạn Hải thì nhìn thấy An, nhìn thấy Thanh và nhìn thấy Hà. Còn bạn Hà thì chỉ nhìn thấy mỗi bạn Hải thôi. Tiếp theo các em sang phần ba la mã trò chơi ô chữ hình 9.4 theo hàng ngang. Rồi, hàng ngang thứ nhất. Một, vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó. Rồi, vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó thì chính là vật sáng. Vật sáng. Hai, vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật tự nó phát ra ánh sáng, đó chính là nguồn sáng nha. Nguồn sáng. Rồi ba, cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng thì đó chính là ảnh ảo nha. Ảnh ảo. Bốn, các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây thì đó chính là ngôi sao. Ngôi sao. 5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương thì đó chính là pháp tuyến nha. Pháp tuyến tại điểm tới. 6. Chỗ không nhận được ánh sáng trên màn chắn thì chỗ đó là gọi là vùng tối. 7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày đó chính là gương phẳng. Gương phẳng. Rồi, từ hàng dọc là ánh sáng. Ánh sáng. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.